Rồi các bạn tiếp tục các bạn làm, các bạn sẽ lắp đi vào những nơi thiếu của phần chậu. Thì chúng ta tới giai đoạn này là khung cái chậu nó đã xi măng nó đã khô lớp trong rồi. Lớp ngoài thì chúng ta sẽ quay những lắp vào những cái phần mà đã thiếu, giống như là chỉ của cái phần miệng. Chúng ta sẽ kéo ra cho sâu vào một lớp để cho cái lớp bên ngoài để nó sẽ có một cái đường hở để chúng ta sẽ tiếp tục quay hồ dầu. Tới bước này thì nó nói chung là nó đơn giản rồi. Về cái phần khó khăn nhất là cái bước đầu chúng ta đắp khuôn cát và chúng ta quay cái lớp đầu, nó rất là khó. Các bạn chú ý thì khi chúng ta quay xong cái phần hồ thịt này, chúng ta sẽ rửa khuôn cho thật sạch và chúng ta sẽ pha hồ dầu. Đi là đây phải áo mưa theo. Mặt thì ít này bỏ đâu?
cha có là vậy nè. Đâu quá mập chỉ đó hả? Không, còn lại thôi. Nó đi phẫu thuật rồi sao trời? Nó bệnh nó béo phì. Rửa thọc tay nó cha tới nó thọc tay rửa rồi. Cha coi nó. Nó bị bệnh. Ừ, mẹ nè. Ờ, có con bà kia cái bà kia bà mập kìa, bà mập mà bà té bà nằm xuống rồi á, bà ngồi vậy được lăn qua lăn lại chưa ấy nữa. Rồi có chứ rồi, tao làm hết rồi. Ủa cái gì cười á, bà này có không tao của chậu này bự hơn đó anh nè, mấy con ngồi đó nè. Thôi làm thì ở đó phê đặt thỏ làm cái gì đó làm đi. Mọi người có chức này chức kia có câu có chức này ông đi chợ có giấy thì nhảy nãy ra vậy đó. Thôi mày đi ấy đi, mày đi quay chậu đi, tao làm nó cho mày chỉ cho tao làm cho. Mày quay chậu nó khỏe lắm à. Dạ cái gì cũng có anh thấy em quay chậu phải ghê anh thấy đi làm khỏe không. Trời mà nó qua lên á. Cái nước hước mình rút mình rất hơi mà mình dán kéo mà nó không tiếc nó rất trời nó nó nóng một cái mồ hôi rất lạ cha. Về hồ dầu thì chúng ta sẽ cho khoảng có 2 gạo xi măng rồi chúng ta sẽ sàn. 2 gạo mới đủ cái chậu này. Đối với những người chưa biết làm thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho người ta khoảng bao nhiêu xi măng hồ dầu đó cho một cái chậu này để không cho nó dư. Chưa chân nó 2 gạo, có người 2 gạo đủ của bà. Thì ngồi đã tiêu cái bao nhiêu gạo mình nói. Quay xong rồi cái con ấy nó hồi giờ bạn đây còn bao nhiêu gạo và chúng ta phải